Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước. Tại công văn ký ngày 20 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống thông tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng rà soát và tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành, có hiệu lực thi hành. Trước đó, Nghị quyết số 19 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã xác định mục tiêu. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu, từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong những năm qua, ngành quản lý đất đai đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và các điều kiện cần thiết để vận hành cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến giao dịch đất đai. Tính đến nay, 63 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.